Hello anh em ơi, nay Hùng với anh Khánh đi đi thăm lọc nha anh em. Nè, mới vợ, mới quá vợ cái đầu tiên cá lóc này anh em. Trời ơi, đã. Xúc cái luôn rồi. Trời ơi, đã anh em ơi, nè, con cá lóc con cá lóc kiến anh em. Đó, về anh em ơi, về anh Khánh nè. Chào cả nhà anh Khánh ơi. Chào cả nhà nha. Quá đã anh em ơi. Nè, cái đầu tiên luôn nha anh em. Nè, cái đầu tiên dính con cá lóc nửa ký vậy. Trời ơi, con này nửa ký khỏe. Mà, họ thấy chìm cái đầu khó gàng mà. Lóc này nè. Ôi giời, cái lóc này nè. Ôi. Quá im lên nha anh em. Đấy, nắng được 20. Chim con chiếc máy bay nè. Thêm một con em mà lau kiến nữa nha anh em. Nói rồi, không giờ không dính, bữa nay dính mà. Bỏ ba đi nè. Rồi, bắt nó sạc không? Thôi. Mấy con bự bự đi. Ừ, bắt đi, lựa mấy bự bắt. Bớt mớ này chứ nhiều quá. Đây là hình như là cử thứ tư đó anh em. Nay Hùng với anh Khánh đi thăm cử thứ tư nha anh em. À, giờ cái đầu tiên cái lóc lớn này nè. Ừ, nó phơi như này. À, bắt vô vọt cái này. Ủa, cái lóc nó không giáp luôn hả? À. Ủa, dính đâu hồi nào cũng lỉ cũng la nè. Nè, cho vô cái cây vô nè. Đó đã anh em ơi. Phơi, đặt lại nha anh em. Ok. Để xuống nó đặt lại nha anh em. Đây, cái thứ hai anh em ơi. Khánh cầm cái thứ hai anh em. Ốc không à. Thôi ủa, có sạc không anh em ơi. Ốc nữa hả? Có không? Thôi ủa, tôi hút tiêu rồi. Bắt bắt đi. Nhà em kìa, cái xô bỏ hỏng rộng tới nay cũng còn nữa. Ê, có hiện tượng chổng rồi đó. Ừ? Anh thấy nhúc nhích chổng rồi đó. Cái tiếp theo anh em ơi. Có đâu. Có, anh cãi em. Đó, trời trời, cái sạch không nổi luôn. Sạch như trời, nó bắt cái sạch. Trên mát quá đó. Ok anh em, cái sạch cái lọc kiến nó quá trời luôn anh em ơi. Ây da, đi bắt ốc nha anh em. Đổ hết luôn anh. Đổ hết luôn anh. Đổ ra hết. Hên ở đây không có cua. Cứ cái sạc này đủ chiên nhậu luôn đó anh em. Đổ ra đây anh ơi. Đổ bắt cái sạc hết đi. Bắt hết luôn ha. Ừ. Cái này đây nó cũng chạy rồi. Đây cái chạy cái sạc thì khỏi nói rồi. Không cho cái nước nước vô cho cái lốc nó sống. Ừ, cái sạc quá trời anh em ơi, quá phơi luôn. Rồi dính ngạnh anh ơi. Cái đầu kiến là nó ưa vô dính ngạnh kiểu này đúng không? Ừ, nó bung ra. Quá im. Hai cái là đủ nhậu rồi đó nè. Nè nè. Quá đã. Trời ơi, trời ngốc này nó mập nè. Đó nha. Những cái lóc ký đâu vậy trời đó. Không thấy cái hộp luôn nè. Đâu vậy trời, không có hả? Không, không giật rồi hả? Không giật hả? Trời ơi, dính rồi đó. Cái gì, cái gì không hả? Bắt cố. Bắt cái gì quên lụm chứ. Bắt cái gì quên lụm chứ. Một cái. Này cái sạch không anh em ơi. Hai cái. Đó là quyền thoại anh em ơi. Ông rong hết rồi. Rồi sao Huy? Dài luôn không Huy? Dài luôn không? Luôn sao không thấy con cá gì chứ vậy? Rách không? Không. Ủa sao kỳ vậy? Ừ. Không biết lý do. Thôi đi lại luôn ấy. Ok anh em ơi, cái này Hùng dở với miếng gắn mà Hùng quên quay. Miếng gắn con cá lóc như con gắn này nè. Vậy đập đổ luôn ấy. Đâu có. Rỗng hả? Rỗng. Rỗng cái lưới này nó ra được sao? Rồi bỏ vô lưới kia. Bỏ vô lưới kia nè. Ok nè. Đầu gì mà nó ra.
Ok, để Hùng bắt ngắn cái nha nè. Đây các bạn, ngắn này các bạn. Ăn nước. Bữa hổm bắt được 2 con, bữa nay bắt thêm con nữa. Tới lại, tới lại. Đây, cái lóc đây. Lóc. Lóc các bạn ơi. Đấy. Đúng luôn. Quá yên nữa các bạn. Này thậm chí thứ tư mà thấy im quá. Ok quá im các bạn ơi, giờ anh Khánh đặt lại các bạn. Cái gì vậy? Em ru vậy. Rồi không dính luôn các bạn ơi. Không ốc không à. Đây anh Khánh lội xuống dưới đây thăm cái lò nữa anh em ơi. Nãy giờ không dính gì hết trơn, dính có con 2 con nãy giờ. Không dính đâu. Ê, đụng má, cái nước bành kia luôn. Nữa hả? Lúc rồi. Rồi ôi, gắn nước bự. Cá sạc cái dựng 1 tí vậy. Rồi gắn nước bự anh em ơi, lúc rồi. Quá trời gắn nước rồi nha anh em. Rồi gắn nước khủng luôn. 4 con này là lúc kẹ rồi, rồi ôi, gắn nước này cả nửa ký trời. Nửa ký không lên. Rồi. Còn rồi gắn nước nè anh em. Trời ơi, gắn nước rồi anh em. Trời ơi trời, cái nước hôm mà nó chui không lọt luôn anh em. Ừ, cái sạc càng nhiều đó kìa. Ừ, trời nó đúng rồi, cái này lụm bẹ thiệt, nó nước ngon hơn cái lóc nữa. Đây gỡ ra cầm nha, để nó phúng mới được á. Nước anh em ơi, rẻ luôn ấy. Đẻ để nó chui ra đó, cái hôm nó rỗng rồi ra đó. Nắm cho chắc. Đâu đầu ra đây. Trời ơi cái sạc ha. Nè, bắt cây chút ơi, bắt cái bỏ vô ấy chút ơi. Quá chọn cái gắn này nè anh em. Cầm lên phe luôn cái anh Khánh. Trời ơi, ơi. Quá mập mày. Con gắn nước nè anh em. Dưới cầm tay nè. Trời ơi. Gắn này hầm đủ đủ một cái. Tới không chuyện anh em ơi, đã. Rồi cho trứng hay gì mà. Nè. Nửa ký. Không, này không có trứng đâu. Ok, quá gì mà anh em ơi. Rồi, cái sạc đây nè. Ừ, cái sạc kìa. Bụng cái sạc nè ông nội. Sạc nè. Ok, đã anh em ơi. Trời ơi, cái sạc. Chỉ 3-400 gram á. Quá gì mà, gắn nước quá trời ngon luôn. Trời ơi, cái sạc là trời. Nè, lấy đi, lấy bỏ đi, nè. Thắng, cầm quay luôn. Quay cho anh em coi luôn. Đang đi lú đầu ra nè. Trời ơi. Nãy đừng coi nè, cái này không có gắn bự nữa. Gì vậy? Nghe cái sạc bữa bỏ nè. Tôi quên nhớ được không mẹ. Nó vô đầu dưới rồi, quá im, đủ đủ mồi nữa nha anh em. 2 gắn nước là thấy là mập rồi đó, hầm đủ đủ rồi, thấy mập mề đó. Nhìn con gắn này lại ở cái chặt đầu á, chặt đầu rồi. Con nước mà nó chui cái hôm không lọt nha anh em. Là biết nó bự cỡ nào rồi. Hôm 2,5 phân, khoan rồi. Ok quá im. Quá đã nè em ơi, trời ơi, tiếp tục cái nước. Rồi, ok, quá đã luôn anh em ơi. Tiếp tục. Trời ơi, khô queo lắm. Ngổi lên luôn rồi, khô queo luôn rồi. Trời, dính gắn nước nữa. Bự không? Gắn bự không? Thôi, cũng đỡ. Lắm cái gắn luôn ấy. Lắm cái kia gỡ luôn. Rồi, gắn nước này cũng bự anh em. Nè. Thôi, nó có cắn không? Không. Cái này có người thăm rồi nữa nè. Cá không? Má này giặt cái lọp luôn. Trời ơi. Đặt ngay đường nước nè. Nước vậy? Lọp đóng phèn luôn anh em. Sao đi chứ gì? Trời độ rồi. Trời độ rồi. Rồi ok, để bắt cá nước ra anh em ơi. Lắng nữa rồi. Đâu? Nước. Đâu? Mày chết rồi. Đâu? Để chưa chết. Đâu? Mẹ. Dính rắn nữa anh em ơi. Đủ mấy bữa nay đại hội rắn rồi. Trời ơi. Trời ơi, khu quay vô cái lọt. Không, dính rắn là không có chuột đâu. Đại hội rắn thiệt anh em ơi, rắn nè. Trời ơi. Quỷ chết. Ốc kìa. Đổ ra trước đây, cho thúi trước đây. Đổ ra đi, hả lụm bắt rắn.
Ở đại hội rắn anh em ơi, cái phi chích queo rồi kìa. Dời luôn quá anh Khánh. Cái gì? Đây, dẹp cái con này đặt. Dời luôn rồi. Ok anh em ơi, đây để bắt rắn nữa anh em ơi. Coi coi thứ tư nha anh em. Quá mệt rồi. Rồi để bắt rắn cái anh em ơi. Tới, là thu quay lại, quay lại. Tới cái nữa anh em. Ôi, có cái gì chạy trong đây nè. Cái sạch. Dời luôn quá anh Khánh. Dời luôn quá, cô queo à. Miếng con gì chưa á? Con gì chưa? Để đâu giờ? Lên ai? Đem ra xa nó hả? Ừ. Ok, cái anh Khánh dời ra xa nó cả nhà. Trời đâu trời, lúc bình nó trôi á, xả cống bình trôi á. Mình lấy gì luôn ông ơi? Mình lấy gì luôn? Cũng bự lạ. Gì vậy? Thăm giùm nữa hả? Không có. Trời ơi. Rách nữa anh em. À, chứ làm gì mà mấy cái đường này không có cá. Không có đậu luôn rồi. Vậy là có cá rồi đó. Dạ. Đâu? Dạ. Ôi, chổng đầu rồi. Dạ, có cá rồi đó anh em ơi. Ôi, ôi, tung tung rồi, tung rồi, tung rồi. Cá vô nè ơi. Trời ơi, cá lâu kiến. Tung rồi, tung rồi, tung rồi, tung rồi. Tung rồi, cá lâu kiến. Tung rồi anh em ơi. Mấy này có ai thăm người rậu luôn vậy không? Thấy không? Ừ. Sao thấy thì thăm. Sao chổng đầu luôn mày, lâu tiếng vô làm gì mà chổng đầu nổi. Nghĩa là thấy. Dưới này mà, rồi xong luôn. Cái sạc dữ thiệt quên. Bắt rồi. Ba. Này được hốc lực luôn. Sạc không à. Ok anh em ơi, để Khánh bắt hết rồi. Tới cái tiếp theo này mà. À, thật tội cái đó cũng gắn nó quất nè. Quay thành vả rồi. Bị cuộc sống rồi, nè bắt bị coi. Vả rồi bà con ta coi. Trời ơi, xuống ăn gì. Này có gì bơ? Này có gì bơ? Sợ, con mày sợ, con biết sợ nữa hả? Trời ơi, chút xíu nữa. Cái gì? Gà bơ, chứ gà bơ. Hai thằng quả bốn rắn này nè. Hai rắn chết. Bốn con hay năm con ta? Bốn con. Rồi chết hai con rồi nè. Sao chết? Nè, nãy giờ để vô ngọt. Ừ, chắc vậy quá. Còn héo ngáp kìa, sẽ chết. Không phải là nó bị kẹt á. Nó kẹt ngọt á. Ừ, kẹt đó đó. Ừ, rắn ngon. Rồi nó ăn cái đừng lưa đuôi nó luôn kìa. Đây, bốn rắn rồi. Vậy bằng tao bỏ tủ lạnh. Cái kia hai con nữa rồi. Ừ, rồi kia hai. Lấy cái thùng này bắt hai cái lóc ra nè. Thôi. Thôi. Cầm cái bơ. Đây, thành quả anh em ơi. Con này cũng à. Đỏ hết rồi không? Bỏ ai có cái lưới vô là đỏ à. Ừ, nó dãi. Ê, rồi không chưa ấy vậy ốc phải không cà rô đứng lại cái con bơ nó cắn không.